quay RSX chi phí tầm 4 đến 5 củ dọn lại cho một em trai. Thì đây tình trạng ban đầu, tem và ốc sẽ bị rỉ sét, niềng cũng bị rỉ sét theo thời gian và cổ bô cũng vậy. Dàn áo sẽ bị trầy và gãy bát, cắm thì bị rỉ sét. Nói chung là xe này nó cũng hơi nát rồi nha. Thì mình tiến hành dọn lại. Tiến hình mình cắt cắm và rút cắm. Cắm này thì mình sẽ sử dụng cắm Nova. Lốc máy rồi mình sẽ rửa phun xe, rửa luôn cái phần nhông xin dĩa. Còn đây là xương mình sẽ giảm lại. Chung là bị sét hết nha anh em. Sơn này thì mình sẽ sơn tĩnh điện. Và mình sẽ tiến hành lắp đặt lên xe cho em trai này. Gắp của anh này á, hiện trạng thì nó bị mục hết cho nên mình thay cho này một cái gắp mới. Ốc thì mình sẽ xí lại. Niềng thì mình sẽ đi niềng Excel. Đây là nước sơn tĩnh điện bên mình này, bóng loáng nha anh em. Luôn dàn áo. Dàn áo thì mình sẽ sơn hấp. Mình tiến hành lắp đặt lên xe. Mình sẽ dọn trong vòng khoảng 7 đến 10 ngày không hối thúc. Ốc thì mình sử dụng ốc zin và một số điểm nhấn là ốc Salaya. Đó. Vỏ thì mình sử dụng lại nha. Còn đây là heo Nissin. Nissin này là xịt xin Thái nha. Sử dụng lại bát. Bát zin luôn, không cần phải thay thế bát. Tay thắng thì mình sử dụng tay thắng Racing Boy. Mình lên thế này thêm một cái khóa sơn mắt cây nha. Mắt cây này 2 củ 7, bảo hành cho em 1 năm. Honda chính hãng. Đồng hồ mình thay cái mặt đồng hồ mới. Nói chung là xe này mình làm từ trong ra ngoài, trừ xương mình không có sơn thôi, bởi vì anh này không muốn xuống rớt xuống cục máy cho nên mình sẽ sơn phun xe trừ xương, thay cho anh này một bộ nhông xin dĩa, sơn luôn cặp te. Phuộc thì anh này thay phuộc zin nha, phuộc màu vàng cho nó có nổi bật. Đây là mình thay luôn cái phần nhựa nhám nha, bởi vì sơn nhựa nhám nó cũng rẻ. Nhưng mà mình thay luôn bởi vì nhựa nhám mua hàng nó cũng không có mắc. Những cái chi tiết như là ốc áp thì mình gắn lên, thì mình sẽ lên mỡ bo gắn vào cho nó mượt. Trước khi lên thì mình sẽ tô ren. Cẩn cẩn nha anh em, niềng Excel chính hãng, cắm Nova, heo nên sinh thái, dây dầu bấm hai đầu thủy lực. Cổ bô thì mình sử dụng cho anh này cổ bô inox. Gắt chân thì mình đánh bóng, nhìn cho nó đồng bộ chiếc xe. Bô thì mình xì lại. Mình thay mấy cái nút nha anh em, cho nó mới đồng bộ toàn bộ chiếc xe. Thay phun nhựa nhám, sơn dàn áo, sơn dàn chân. Đó, tổng thể toàn bộ con xe. Thì ban đầu chi phí nó tầm khoảng 4 đến 5 triệu. Nhưng mà làm anh này hứng quá, thích quá. Xe để đi phố, xe kỷ niệm nữa. Cho nên tổng chi phí con này mình làm hết 22 triệu nha anh em. Rất là đẹp luôn. Cái này đi phố đồ rất là ok nha anh em, nó rất là êm. Bọc lại cái biển số cho anh trai. Rồi, Giáp xin chào tất cả mọi người. Hẹn anh em ở các video tiếp theo.